Chị ổn, chị được chứ có gì đâu. Mà có vấn đề là đã bị sẹo rồi chị. Vấn đề là da cháu bị sẹo rồi nè. Cái tuổi vậy thì là hay bị nữa, mà con bé này nó có một cái tật là nó phải làm một cái gì đó nó móc móc, mà không hồi xưa nó cắn móng tay, nó cắn riết một cái máu luôn á. Móng tay hả? À, rồi xong rồi nếu mà không mấy móng tay thì nó lại móc qua bụng, nó mặn mặn gì đó. Cái bây giờ nó cũng còn cái tật đó mà nó không lớn rồi, mà không có hết muốn giờ xấu không, nên cứ vậy riết. Nên là nó đã bị rỗ mấy chỗ rồi đó chị thấy. Bị rỗ nhiều đó chứ. Bụng bụng nó sâu lắm luôn nè. Nhìn bụng của con này đấy, thấy chưa, nhìn cục bụng bự vậy chưa. Chị có muốn xem tới xem gì chị, để em lúc này chị. Bự cho bá không? Nãy em xuống dưới lấy hàng em thấy hai mẹ con, em đưa vé cho chị mang đó. Lúc đó bịt khẩu trang chắc chị không biết. Lên đây nhìn kỹ cái lông mày quá. Tại vì nhìn em nhiều lần lắm rồi đó em biết không? Nhưng mà chị nhìn bịt khẩu trang mà đúng không? Nhưng mà tiếng nói của em chị vẫn nhận ra. Ấy là chị coi YouTube hả? Cái kiểu cái khác đó. Không có giống như chị coi mấy cái chỗ kia, tự nhiên nó là lấy hai cái móng nó đè vô đó, cảm giác chừng ta đau. Còn thủy nó để vô cái nó bóp nhẹ cái là ra liền, nên là coi riết hình như là cũng bị ghê. Dạ. Mặt bé trước đây có xuất thuốc gì không chị, trước đây và hiện tại luôn? Thỉnh thoảng chị có hay mua những cái kèm mình ta nói trị mụn á. À, cái đó thì chị mua ở đâu? Chị mua hàng đó của Thái Lan á. Mà Thái Lan hả? Ờ, nhưng mà giờ nói thật sự là cũng không, bây giờ dám chắc là cái mình có mua đúng hay không á, thì người bán người ta mới biết thôi chứ. Người ta nói trị mụn mình cũng mua thôi chứ, mình đâu có biết rõ thành phần nguồn gốc nữa. Nguồn gốc rồi, hàng giả hàng thiệt cũng không biết luôn. Nhưng mà cái hiệu gì chị nhớ, có biết không? Tiếng Thái gì không biết gì vậy hả? Chứ da bé em thấy nó hơi đỏ với lại nó hơi yếu nè chị. Mua cho nó sức hai lần, một lần là thét mà lâu lắm rồi. Hiện bây giờ thì có cái Thái Lan nó mà chắc giờ về thế xíu da bé da con nó bị, tức là nhờ người quen mua hả vậy? Không, chị tự chị mua, nói chung chị hơi bị hay lúa về vấn đề mỹ phẩm. À, chị tự mua luôn á hả? À, chị không phải. Tức là chị ra tiệm mỹ phẩm. Không có ấy, không có rằng lắm. Chị ra tiệm mỹ phẩm cái chị nói bán cho thuốc chị mụn, cái ta đưa hay sao? Chị thấy nó quảng cáo á. À. À, bạn chị xài rồi cái nó giới thiệu rồi chị mua. Nên chịu khó xíu ha, cố gắng lên xíu cho nó hết mụn. Con muốn con mụn con không? Dạ thôi. Thôi à, ra à. Mụn sâu lắm nè, hai bé nè. Bé nhìn thấy không? Dạ thấy. Cục mụn bự vậy. Con chịu khó một chút nha. Dạ. Chịu khó xíu, da con bị viêm cũng nhiều lắm nè. Nhưng mà giờ về mà con còn cào nữa, nó nhiễm trùng là không có đi chạy, nó khỏi chạy luôn nha ha nhím. Ở nhà tinh nhím hả? Đúng rồi. Trời, dễ thương quá vậy.
chắc là dịch không có chưa được đi học đúng không? Dạ đúng rồi. Nó học online vậy. Hai mẹ con bé giống mẹ. Nhìn là biết hai mẹ con liền luôn á. Tuổi này nó tuổi vậy thì chắc là bị cũng cũng lâu rồi hả nhím? Dạ đúng rồi. Vậy đang tuổi vậy thì bữa trước con xài cái gì của Dương Ngọc Thanh ấy nhím, cái đó là cái bằng cái gì đó. Cái đó là con xài nhiều nhất luôn á. Cái gì chị? Mộc Thanh đó hả? Ờ đúng rồi. Đó, có xài cái đó đó. Thế là mỹ phẩm mình sử dụng á là mình phải sử dụng những cái loại nó có rõ nguồn gốc á chị. Mình biết được cái thành phần. Xài nhưng mà có thấy có đỡ mụn thấy gì không? Không, cái lần đó nó xài cái đó cái nó trắng ra em. Cái nó bỏ rồi là nó trở lại liền, nó bỏ với lại con bé này nó hay móc thì nghĩ là do nó nhiễm trùng á, nó không có giữ da cho sạch á. Không phải đâu chị. Tức là xứ cái đó là cho trắng da hay là xứ cái đó là do cho chị mụn hay sao? Không, cái đó nó chuyên về cái chị mụn, nó gọi là cái đó là cao cái gì mà nó đen thùi. Ủa sao nhí nhắc mẹ cái hiệu lên nhí? Không nhớ. Mai thảo mộc hay gì á? Mai thảo mộc quá hả? À đúng rồi. Rồi tiêu tiêu. Bởi vậy da yếu nè, da bị yếu nè. Chị Định chưa có đi làm thì chị nó thì khỏe không sao mà chị Định với người chị có tuổi đó, chị cũng sợ đó. Dạ. Ai thấy nó nặng quá nên chị mới đi lại nên cái chị cũng hơi bị kỹ nên cũng mãi vô. Dạ em hiểu mà. Em hiểu mà, ai cũng vậy. Tại vì cái tuổi của chị cũng thấy mấy người gần nhà mà chích hai mũi á. Dạ. Người ta cũng bị đó nên mình cũng sợ. Chị là vậy là chắc chị không có đi chơi Noel hồi tối rồi đúng không? Đúng không? Nhiếm có đi chơi Noel hồi tối có đi chơi Noel không? Dạ không cô, con ít đi chơi lắm, con ở nhà không. Với mẹ đâu cho đi đúng không? Dạ đúng rồi. Cái mai thảo mộc đó là ai chỉ con xuất về và gì? Dạ bạn của mẹ con. Bạn của mẹ con hả? Tức là bạn của mẹ bán cái đó rồi xong rồi. Dạ không, cháu của cô đó xài.
Da quan trọng là nó bị yếu, da yếu á chị, da nó đỏ quá mụn vậy đó. Có bị cháu, da cháu bị viêm cũng nhiều nốt đó. Chưa một lần mà được nặng vô một mục nó cũng không cho nó đâu nha. Có một mình nó cái mặt nó tự lấy thôi, không chưa có được đụng thôi, mà đụng vô là nó la làng. Trời ơi, nhân mụn quá trời luôn. Nhân mụn nhiều lắm. Dạ dạ. Bữa nay đi nha. Cô Dính, cô chứ ăn gì không? Có Dính ăn gì á. Kệ đi, không sao. Hay là thay khẩu trang cho em đi. Dạ, để lát em ấy, sắp xong, xong bên đây rồi đây. Thương bé này nó cho ta sạch nó lấy cho chị.